Thôi vậy đã là hết kỳ nghỉ lễ rồi anh chị ha. Chúng ta vào việc thôi. Thì em Điền cũng xin chúc cho cô chú chị mình có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Nay em Điền cũng như thường ngày em Điền quay review bất động sản ha. Nên em Điền có một cái căn nhà rất là đẹp anh chị, nằm ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thì trước tiên trước khi vào review cái bất động sản đó thì em Điền nói sơ qua cái vị trí em Điền đang đứng nha. Hiện tại em Điền đang đứng đây là đứng tuyến đường quốc lộ 55 cũ, hay được gọi là đường Suối Rau Đá Bạc, nối dài đó anh chị. Thì hướng trước mặt đây thì mình di chuyển khoảng 500 m thôi là mình gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc cũng như là huyện cũng cũng như là chợ Xuyên Mộc này và hành chính Xuyên Mộc ha. Nói chung là ở đó là trung tâm xã luôn anh chị ha, trường học các cấp này, chợ rồi ủy ban rồi trạm y tế vân vân, nói chung là đầy đủ ở đó ha, khoảng 500 m thôi. Còn mình đi thẳng luôn á là mình sẽ đi được thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi Phú Mỹ, Hắc Dịch ha, đi đi qua Châu Đức rồi đó anh chị ha. Đó rồi còn hướng ngược lại đây mình sẽ đi giao với lại quốc lộ 55 cũng như là mình đi được suối nước nóng Bình Châu đó anh chị ha. Thì di chuyển đâu đó khoảng là 2 cây số và mình đi qua biển suối nước nóng Bình Châu thì khoảng đâu đó 20 mấy 30 cây số anh chị ha. Thì bất động sản mà chuẩn bị giới thiệu tới đây thì cách biển gần nhất là biển Hồ Tràm và tương lai nữa nha. Tương lai thì cách biển Hồ Tràm là khoảng đâu đó là 15 cây số anh chị. Và tương lai nữa ha, có cái tuyến đường này nè, mình chạy thẳng luôn là có cái tuyến đường mới mở nữa, sẽ thông qua cái rừng đó là mình đi thẳng luôn là khoảng đâu đó mình đi khoảng 8 cây thôi là mình gặp ngay bãi tắm công cộng ha, bãi biển công cộng Bông Trang đó. Thì đường đó nó mở sẽ như là đường xuyên rừng của Bưng Rền hiện tại đó anh chị ha. Đường này sẽ nối dài đó. Rồi bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây thì có sẵn căn nhà diện tích là ngang 8 sâu gần 30 và có sẵn 50 thổ cư, tổng diện tích là hơn 200 m2. Có sẵn căn nhà đang ở luôn nha anh chị nha. Thì bất động sản mình cách cái đường này ha, cái hẻm cái đường nhựa này đi vô này thì đi thẳng một mạch luôn. Nói chung là bất động sản mình nằm trên cái đường nhựa đó luôn. Thì khoảng đâu đó là 600-700 m thôi là tới bất động sản mình rồi. Thôi bây giờ em Điền mời cô chú chị theo chân em Điền. Trên cái tuyến đường này thì có hàng quán ăn uống kinh doanh rất là nhiều anh chị, bất động sản mình cũng có thể kinh doanh được luôn anh chị ha, mặt tiền đường nhựa này ha. Đây rồi em Điền đã có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, trước mặt cô chú chị có thể ha, đường nhựa rộng khoảng là 8 mét, ô tô né nhau anh chị ha. Hồi nãy em Điền đi từ đây đi vào ha, nói chung là đi thẳng một mạch một đường luôn ha, đi thẳng ra được giao với lại cái đường quốc lộ 55 cũ đó. Còn hướng ngược lại đây mình có thể là đi thông qua xã Bông Trang cũng như là có cái đường mình đi bẻ qua là đi thông với lại tỉnh lộ 329 đó. 329 đó mình đi Hòa Hồi, Hòa Hiệp rồi anh chị ha. Đây. Thì bất động sản mình đây anh chị ha. Đó. Khu dân cư đông ha. Đối diện nhà mình là có cái tạp hóa luôn. Đó. Rất là tiện luôn ha. Đây đây thì bên này cũng có thể kinh doanh được nè, và gia chủ mình cũng đang kinh doanh cho thuê loa kẹo kéo rồi bán nước lau sàn, bán nước rửa chén rồi tùm lum hết ha. Thì đây anh chị, từ đây qua đây là 8 mét và sâu vào trong là khoảng 27 mét hơn. Đó, 213 mét vuông và có sẵn 50 thổ cư. Bây giờ mình tiến hành vào bên trong ha. Thì nói chung là gia chủ mình đã rào kiên cố hết rồi, đó. Có khung tháp rồi luôn ha. Ở trên nè, đó. Cửa rào kéo. Ở phía trong thì có thể đậu được 2 chiếc ô tô anh chị ha. Đó, sân tương đối là rộng. Đó. Đó, đi vào thì mình bên này mình gia chủ mình để phòng thờ nhé. Còn phía trong thì để còn mái hiên. Mở có mở cái cửa phòng khách được chứ anh? Là để mở luôn. Đây là cái đường luồn bên hông nè chị. Đó, đường luồn bên hông đi lui phía sau ha. Em mở phòng khách đi. Nhà cũng còn tương đối là mới chị. Giá gia chủ mình gần bán là 1 tỷ 550 chị ha, mình có giá luôn. Đó.
Đây, vào phía trong thì là phòng khách. Ở sau cái vách này là trước là phòng thờ nè chị này. Đó, nói chung là nhà này thì vô thì dọn ở được liền luôn. Đó, cô chú chị nào mà muốn sửa sang thì sửa sang theo ý ý của mình ha. Đó. Phòng khách. Rồi. Ở trên này có trần nhà cũng tương đối là đẹp nè. Đó, đèn chùm. Để lưu phía sau ha. Nhà mình có mấy mấy phòng ngủ gì ha? Phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai. Hai ngủ. Dạ. Lui sau đây là phòng bếp. Bếp và toilet dưới này. Đây, đường lùi lui phía sau nương nha. Thì bức xạ mình thì ngay giáp ngay cái rào đó ha. Ở ngay rào đó qua. Nói chung là bức xạ mình thì hơi thấp hậu một chút xíu ha. À, hậu mình còn 7,6 m thôi anh chị. Đó, và phía sau này là đất người ta nhưng mà hiện tại là đất này thì thuộc dạng là không có đường đi vào ha. Hồi trước mấy người chung mua nhau làm cái trường học mà bây giờ bỏ rồi anh chị. Thì mình cũng đang được là gọi là tận dụng thôi ha, tận dụng phía sau thôi. Chứ thực sự là cái bức xạ này không có đường đi vào thì người ta cũng không bán luôn. Đó. Thì người ta cứ để vậy đó, mình cứ tận dụng thôi ha. Đó. Thì bức xạ mình giáp bên này qua là 7,6 m rồi. Tương đối là vuông chứ không không có tốt nhiều lắm. Nói chung là gia chủ mình bán thì đồ đạc cá nhân đem đi hết á, ba đồ bàn ghế đem đi hết, chỉ trừ lại đúng cái nhà thôi nha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị chuyển về đây thì mất khoảng đôi 2 tiếng đồng hồ đi cao tốc ha. À, cái vị trí bóng sạn này mà cách ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ thì mất đâu đó khoảng 11 12 cây số ha. Là mình đi đi ra ngay thị trấn Phước Bủ ha, cũng như là trung tâm huyện. Thì ban đầu em đi cũng có giới thiệu cách cái biển Hồ Tràm đó, cách biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó mười mười mấy cây, 15 cây. Còn mà cách biển Bình Châu xuống đến nó Bình Châu khoảng là 20 cây 30 cây đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ em Điền nha, mình sẽ dẫn cô chú chị đi xem trực tiếp và thậm chí nữa mình sẽ thương lượng với chủ thêm ha. Em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã quan tâm theo dõi kênh của em những thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại cô chú chị mình những clip sau nha. Xin chào.